Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn được phát sóng hôm nay ngày 23 tháng 11. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Hàng chục công nhân làm việc cho công ty cổ phần cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04 dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết cùng ký tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6 năm 2023. Ông Phạm Quốc Huy, giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết, Ban quản lý dự án 7 đang nắm được thông tin này. Hiện phía Ban 7 đang yêu cầu nhà thầu phải có giải pháp giải quyết ngay để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Năm nay, dịp Black Friday thứ 6 đen diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Theo ghi nhận của lao động, hôm nay nhiều thương hiệu kinh doanh tại các trung tâm thương mại nổi tiếng đã tung ra các chương trình giảm giá sâu từ 50 đến 80%. Đồng thời, dù là ngày trong tuần nhưng cũng đã có khá nhiều người dân đến tranh thủ săn hàng giảm giá sớm. Theo ghi nhận của lao động trong những ngày qua, phớt lờ quy định cấm xe giường nằm vào nội đô thành phố Hồ Chí Minh, một số nhà xe như Tuấn Hưng, Đồng Phát, Chí Nhân vẫn ngang nhiên cho xe khách giường nằm chạy vào nội đô để đón trả khách trong khung giờ cấm. Ngay sau khi báo Lao động đăng bài viết phản ánh, các xe giường nằm của các nhà xe Tuấn Hưng, Đồng Phát và Chí Nhân đã không còn đi vào nội đô để đón trả khách. Dự án mũi đèn đỏ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với quy mô 118 ha, tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6 tỷ đô, là một trong số những tài sản không đủ pháp lý được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng tại SCB. Ghi nhận của lao động, sau nhiều năm khởi công, dự án gần như án binh bất động, chủ yếu là cỏ dại và rác thải. Đường đi vào dự án cũng xuống cấp, đọng vũng nước khi trời mưa gây khó khăn trong giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dù đã bước vào mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm, thế nhưng thị trường vàng trang sức năm nay vẫn hết sức ảm đạm. Thậm chí, một trong số những sản phẩm không thể thiếu trong thủ tục cưới hỏi truyền thống của người Việt là trang sức cưới cũng không bán chạy như các năm trước, dù đây đã là giai đoạn cao điểm của mùa cưới. Mỗi năm là ví dụ như cái tháng này đi là mình cũng bán được, nó cũng phải tăng so với những cái tháng trước. Nhưng mà năm nay cái tháng này lại bán còn chậm hơn, nó còn chậm tệ hơn. Không biết từ đây tới khoảng tháng nữa, không biết tình hình như thế nào thì không biết. Mà thấy thì không có khả quan rồi đó. Thì có ngày đôi khi ra bán là được món, có ngày không có. Thì có ngày cũng được vài ba món. Mà đa số thì mình ra mình thâu nó nhiều hơn là mình bán. Cái vàng tăng rồi người ta cũng không có tiền. Dân người ta bây giờ ta cũng không có tiền. Người ta bán ra ta xài. Cái giá vàng nó tăng cao như vậy thật ra là lượng mua họ sẽ giảm đi. Họ muốn mua thì họ cũng phải đợi giá vàng xuống. Nhưng mà gần Tết với lại vô mùa cưới thì bên tiệm mình cũng có phải nhiều cái chương trình. Ví dụ như có nửa tháng hoặc gần tháng mình sẽ là không đồng tiền công một số mặt hàng trong một hai ngày đó. Rồi ví dụ mình sửa chữa thì miễn phí cho khách. Người Việt Nam mình thì cứ đến mùa này là họ sẽ cưới. Nói chung là hình như tốt hay sao đó. Thì nhưng cũng tăng, nhưng mà cái lượng mua, sức mua để mà cưới thì nó vẫn giảm hơn những năm trước rất nhiều. Hồi xưa ví dụ như số tiền đó họ mua trọn bộ đó một lượng, hai lượng thì họ sẽ cắt giảm đi. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.